Hình như dạo này chồng không còn yêu em như hồi mới cưới nữa. Anh ấy hay về muộn lắm. Chồng chị bây giờ khi lúc tối ngủ á cũng ít khi hôn chị nữa, như hồi xưa á hôn nhiều lắm. 10 giờ tối ngủ á đến không à. Quá cả. Chồng em ấy ít mua hoa lắm mà cũng ít mua quà. Sao lắm. Trời ơi, chị nói cho mấy em nghe nè. Chồng chị hồi xưa cũng vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì ảnh ngon rồi. Mình á là phụ nữ thì mình phải biết cách chiều chồng, mình phải biết cách làm cho chồng yêu mình phải không? Nếu mình không làm vậy á thì mấy con khác nó nhào vô nó yêu giùm á. Chị nói vậy là chị có bí quyết hả? Chị cho em biết chứ. Để chị thắc cho em. Chị có ba cái bí quyết luôn để mà giúp cho không nóng với tình cảm của vợ chồng. Chị đã thử rồi và thành công lắm. Giờ chị thắc cho mấy em nha. Thay vì nấu cơm cho chồng như mọi ngày, hãy tạo sự bất ngờ bằng cách rủ chồng đi ăn nhà hàng. Điều đó sẽ khiến cho chồng bạn có cảm giác như được trở về cái thời hai người mới hẹn hò tán tỉnh. Và chắc chắn anh ấy sẽ thích mê bởi cái cảm giác tuyệt vời ấy. Làm cái gì mà hát lên vậy? Làm cái gì mà hát lên vậy? Làm đứng im tại chỗ. Làm hết đi cái gì? Cái này gì đây? Dọn cơm chưa? Dạ, tại vì dọn nay... cơm chiều ăn đói rồi. Hôm nay không có nấu cơm. Tại sao không nấu cơm? Dạ tại vì em muốn mình đi ăn ngoài. Đi ăn ở ngoài? Tiền cuối tháng, tiền nhà chưa trả là ăn cái gì hả? Dọn cơm, nấu cơm, hiểu không? Bây giờ muốn chồng đó chết hả? Đi ra ngoài đi mua mì tôm về gói đi, về nấu đi. Không có đồ ăn nè. Đi ra ngoài chợ mua đồ ăn đi. Ê, trước gì đi, thay bộ đồ, thay bộ trang phục, mặc cái này ra ai coi. Make up thì xong phấn gì bỏ qua bên đi, nhìn như là ma quỷ vậy đó. Ghê. Bạn đừng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không cần phải nói với nhau những lời ngọt ngào, tình cảm. Càng là vợ chồng thì lại càng cần những lời âu yếm đó. Hãy nhắn cho chồng một tin nhắn thật là lãng mạn, trang chứa yêu thương. Chắc chắn tim anh ấy sẽ rung lên vì hạnh phúc. Cái cưới này hay đấy. Để mình thử nhắn tin cho chồng. Anh yêu à, cho dù một ngày nào đó biển có cạn khô, núi có mòn, non có lở, những áng mây trên trời ngừng bay, những con suối trên rừng ngừng chảy, thì em vẫn mãi yêu anh. Yêu anh hơn tất thảy, vì mỗi lần được bên anh, được anh vỗ về, ôm siết trong vòng tay, là mỗi lần trời đất cuồng quay, là mỗi lần tim em run rẩy và toàn thân em tan chảy. Em có một ước ao, em có một khát khao, là suốt đời này mình mãi mãi bên nhau. Ấy, cái con nhỏ này. Tin nhắn là thế này như thế nào? Thường thường á là cô nhắn cho tôi á, và cô nhắn là toàn là những cái lời lẽ rất là ngắn. Mà hôm nay nhắn nhầm máy cho tôi, đang là những cái lời rất là tình tứ nha, đồ lẳng lơ. Anh em nhắn tin cho anh mà, anh vừa phải thôi nhá. Sao cái mặt của anh nhiều cho cánh vậy? Ồ má, dạo này bị thơm hót nãy giờ ngồi trong đó. Ra ngoài mà nó không ra rác quá. Vừa lá mà còn đọc cái tin này càng đau hơn nữa. Cái hồn nghĩ sự. Ôi dạ, chắc mẹ là phải ngồi đó. Đôi khi, những bất ngờ nho nhỏ lại khiến chồng bạn phải lâng lâng, mỉm cười và đê mê. Hãy vòng tay bất ngờ ôm chồng từ sau lưng lúc chồng đang đánh răng, hoặc hôn một cái vu vơ lên má chồng khi chồng đang sửa ống nước. Chỉ cần thế thôi, anh ấy sẽ ngây ngất cả ngày. Anh yêu! Chồng chồng á! Ê, em ơi, ngồi kia không? Sao lại như thế?